shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Thằng nào ở trên này vậy? À, cái đậu xanh. À, tôi hiểu rồi anh em ạ, anh em tích năng lượng vào này. Bảo nếu mà bắn chay ấy thì nó cũng như kiểu là đam cấp anh em ạ. Hiểu rồi. Vỗ tay này, thanh niên này. À, anh em cứ cắn sọ thôi, nói là chế độ bắn phát chết luôn nhưng mà bắn một phát chưa chết anh em ạ. Kiểu game nó xạo lìn tí thôi anh em ơi. Kẹo cứ tưởng là bắn phát chết luôn chứ anh em. Game lại xạo lìn rồi. Bên này có người này các bạn ơi, chờ xíu mình qua rồi nhá. Kẹo dẻo hả anh em, thích gọi kẹo gì cũng được, lollipop, marshmallow các kiểu. Hôm nay giọng tôi hơi khàn thì anh em thông cảm nhá, tại thời tiết thay đổi nên ra là ho một xíu. Ủa, chế độ này anh em là chỉ có thể lượm máu này. Ngoài ra thì các bạn lượm được mỗi CK15 nữa, còn mỗi hai món này thôi. Hello Tố Clay nha. Có giáp 3 hả? Để coi. À, đủ đậu xanh. Chưa thấy thêm một ai nữa anh em ơi. Bắn phát chết luôn thì chắc là anh em gọi là các bạn tích cái lượng đam của súng anh em nhấn giữ. Sau đó là bắn vào đầu thôi thì người ta gọi là bắn phát chết luôn anh em ạ. Tí nữa mình thử làm phát bắn phát chết luôn xem thế nào. Kẹo mút hả anh em, thích gọi kẹo gì cũng được. Kẹo dẻo, kẹo mút, kẹo linh ta linh tinh, kẹo hồ lô, nhiều loại kẹo lắm anh em ạ. Hello anh kẹo múc, ăn đủ em ơi. Hẳn là kẹo múc nữa cả, anh chả biết là kẹo múc là kẹo gì nữa cơ. Ui tôi xấu trai mà anh em cứ bảo tôi đẹp trai, thế cũng chịu luôn anh em ạ. Đây các bạn. Bo tiếp theo nó sẽ thu tại đây. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi cái chế độ này, chả biết là chơi như nào nữa, nhưng mà cứ tập trung chơi thôi. Ui sao em không tap được, phòng live game của kẹo anh em tap thoải mái luôn nhá. Không giống như mấy phòng idol stream kiểu anh em xem tap đông cái sập stream anh em ạ lát. Còn bên stream game thì anh em tap vô tư nha anh em. À cầm huy hiệu thợ săn lập được súng khác hả? Cũng khá là hay mọi người ạ. Hình như là mình mới hết hạn cái huy hiệu thợ săn thì phải, ok ok. Thế thì ngon lành rồi. Sau đây anh em, không thấy chị Hoa Dích nhỉ? À chị Hoa Dích đang đi làm rồi em ạ. Nãy thì mới on stream xong, giờ đang đi làm rồi, nên là không có thời gian xem like của anh đâu. Kẹo bông gòn. Anh em xem đủ thứ đặt cho tôi luôn anh em ạ. Nhưng kẹo hơi béo đúng mà. Bữa nay tôi tăng cân không ạ? Tăng nhiều luôn là đợt khác luôn. Chúc anh ngủ ngon, ok. Cảm ơn tất cả mọi người này. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Anh thì chưa ngủ đâu. Bình thường thì anh live đến 12 giờ thôi anh em ạ. Nên là anh em tha hồ mà hóng tôi ngủ nhá. Cảm giác ngày hôm nay hơi khó chịu tí bởi vì là đau họng. Giọng nó không được trong thì sorry tất cả anh em xíu. À cái đậu xanh. Có người quanh khu này anh em ơi. Nó đây này các bạn ơi. Bắn đây này các bạn ơi. Đậu xanh này, ui. Tích tam thế mà qua được nó này. Đậu xanh này, yes. Khá thú vị các bạn ạ. Phát đầu bắn hụt thôi, phát 2 thì nó cứ phải gọi là ok anh em ạ. Rồi nha các bạn ơi. Ui dồi ôi. Rồi anh em fan kẹo thì nhớ là chia sẻ livestream để ủng hộ cho mình nhá. Anh mập quá hả? Tất nhiên rồi em. Anh em gọi tôi là kẹo béo cũng được. Nhìn anh béo thiệt đúng rồi. Dạo này thì anh vẫn béo thế em ơi. À, sao cơ mọi người? Em bắn với hả? Được rồi anh em. Xíu nữa thì tầm khoảng muộn thì anh mới chơi quân đoàn cơ. Còn bây giờ thì anh chưa có chơi đâu em ơi. Muộn nha anh em. Ơ đây có một đứa này. Ok có một đứa anh em ơi. Cái đâu?
Không hiện tâm đỏ này. Nó không hiện tâm đỏ anh em ạ. Sao lại fail thế này ta? Bắn phát chết luôn là hợp lý anh em ơi. Dễ chơi mà. Chế độ này thì anh em không khó đâu. Anh thế được rồi nhưng em cần đánh cao. Ủa anh cao bây giờ kéo chân ra hả em? Một đứa ở trên nha các bạn nhá. Xuống đây. Ui cái đậu xanh. Nào bắn mình này anh em này. Thôi đừng bạn này, thôi đừng. Nào bắn mình anh em ơi. Ok mình tranh thủ mình đứng dậy một con máu rồi. Xuống đây. Xuống đây này bạn này. Bắt đầu. Tuổi gì? còn một đứa nữa anh em ơi. Bên nào vậy ta? Bo này hơi sai các bạn từ từ nhá. Để mình cuốn đèn màu cái đã. Đến màn solo 1v1 giữa thanh niên mình lại thêm một cuối rồi anh em ơi. Cái đầu đang ở trên này. À, hơi khoai anh em chờ xíu nhá. Xuống dưới tảng đá này cái đã. Làm sao bạn ơi, chạy đi. Chạy qua đi bạn ơi. Mình lại bắn lủng đầu bạn bây giờ. Ui sao đây. Chạy này. Xuống đây. Xuống đây em ơi. Xuống đây em ơi. Đậu xanh. Thôi xong rồi anh em ơi. Yes. Tuyệt vời. Vẫn tốt mà bình thường nhá. Chế độ này anh em chịu thế là lượm được CG15 thôi các bạn ạ. Ok đứng lại. Đứng lại em ơi. Giáp luôn hả? Có giáp cũng hoa được mình đâu. Ở ngay ngoài có một đứa này. Hơi khoai rồi anh em ạ. Từ từ. Phải thật bình tĩnh anh em ơi. Để tôi xem tôi kiếm máu cái đã. Máu ra ba mới luôn, ngon lành. Nó vừa chạy ra ngoài này anh em này. Quẩy đông vui phết nhỉ các bạn. Đây, đến lúc kẹo ra rồi, làm sao bạn ơi. Làm sao đấy. Một viên bắn một người thì cũng đai rồi nhá. Ở ngay ngoài có một đứa này anh em này. Nó ngay ngoài các bạn ơi. Chạy vào đây. Ngồi vào đây. Xong luôn. Phải gọi là khi mà anh em tích đủ đam anh em bắn một người nó cũng đai rồi nhá. Khá thú vị các bạn ơi. Đây anh em hỏi là phiên bản OB16 thì không thấy CG15 đâu. Bây giờ thì CG15 nó đã xuất hiện trở lại rồi nhá. Cái quan trọng là người đâu. Lúc này thì kẹo mới chỉ có được 3 kill thôi anh em ơi. Quý máu các kiểu thì khá là nhiều đấy. Ok kiếm người thôi mà cũng hơi khó khăn đấy anh em ạ. 12 người trận đấy cơ. Thì một cái trận anh em chơi đó là gì đây. Bắn phát chết luôn thì nó xảy ra khá là nhanh thôi. Đi nào mọi người. Để tôi xem là địch đâu hết rồi anh em ạ. Sấy cho chúng nó lên bảng điểm số cả luôn này. Không có thấy một ai luôn. À phía trên anh em ơi. Phía trên tôi vừa thấy có một đứa nhá. Phía dưới cũng có luôn. Xem ra là hơi bị đông vui đấy anh em ạ. Từ từ đây kẹo chạy qua phía này. À phía trên này. Tích đủ điểm rồi nha bạn ơi. Loài qua đây. Xong luôn. Anh em bắn, anh em nhấn giữ thì anh em tích đủ cái điểm năng lượng của nó thì CG15 nó cực kỳ là mạnh mẽ nhá. Bắn vào người cũng cứ phải gọi là ok anh em ạ. Nên là nó mới gọi là bắn phát chết luôn anh em ơi. À đủ đậu xanh. Có đứa trên trò thì phải anh em ơi. Tôi nghĩ là vậy. Đâu để mình xem, mình săn những cái đứa khác coi. Đây. Ngay phía sau này anh em này. Trên trò thì phải các bạn ơi. Để mình coi nào. À đủ. Bắn nhau càng quá nhỉ anh em nhỉ. Từ từ nhá. Thanh niên nào vừa ở trên vậy. Chạy xuống đây em ơi. A đủ. Từ từ. Mình thấy nó rồi các bạn ơi. Xong. 5 kill rồi nha anh em. Đây rồi. Hello Hoa nha. Mà dạo này gì đây anh em. Làm video hả. Video thì mình dạo này làm ít lắm.
không có làm video nhiều cho anh em xem được. Để xem lượm thêm ít đồ coi anh em ơi. Thế thôi, còn 4 mạng nữa là chúng ta xử lý xong cái vụ này rồi anh em ơi. Đập Dương hả? Dương nào đây? À, cái này mình đang live trên PC không xem được là bao nhiêu kim cương nữa đẩy Dương anh em ạ. À, bên trên. Ui. Làm sao đấy? Cái kéo nó này. Nó này các bạn ơi. Nó này anh em ơi. Ui, từ. Tiến lên phía trên một xíu này anh em này. Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Ui. Bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh anh em ạ. Chạy à? Khá là khoai các bạn đây. Đừng, làm sao đấy, đừng. Làm sao đấy, qua đây, lên trên này. Lên trên này này, xong. Thằng này cứ tỏ vẻ nguy hiểm anh em ơi, nhưng mà tôi hạ nó dễ dàng mà. Nguy hiểm là nguy hiểm thế nào? Chán quá, không tắt được hả? Ơ, cái phòng live của mình anh em táp vô tư mà đâu có sao đâu. Ô là la. Anh pro thế á? Thôi anh chơi củi mà đâu có pro đâu. Thế còn một thằng nữa là xong rồi. Bây giờ là đến đoạn một solo gọi là solo 1v1. Mình lại thêm bao cuối rồi anh em ơi. Còn thằng cuối nữa là ok nha anh em. Để mình coi này coi. À, hình như mình thấy nó rồi. Thấy rồi nhé các bạn ơi, mình thấy nó rồi nhá. Là cái đầu ra đây. Đây à? Đây à, phải không? Thằng này nó sợ mình anh em ơi. Nó còn không dám ra đấy cơ. Thế chạy lên. Cho nó một trận luôn anh em ạ. Số đây em ơi. Cứ để nhá mãi thế nhỉ. Nó sợ nó ở trên anh em ơi. Cái gì vậy? Ui gì vậy? Gì vậy? Thanh niên. Buồn cười quá anh em ạ. Thôi Hoa ơi đừng gửi gà nữa. Khổ idol Hoa gấu vào gửi gà cho tôi anh em ạ. Thôi gửi cái gì nó hay hơn đi. Ví dụ như là kẹo thích sô-cô-la này, gửi sô-cô-la đấy. Ok, trận này thì mình có được 7 kill top 1 nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.